Xin chào các bạn, chúng tôi đang tiến hành chống thấm nhà vệ sinh và đang tiến hành những bước xử lý bề mặt trước khi thi công các lớp màng chống thấm. Chúng tôi đang tiến hành xử lý bề mặt chân tường cũng như là đục chống thấm các cổ ống. Đây là những cổ ống thoát sàn để chúng tôi đục ra để chống thấm trước khi thi công lớp màng chống thấm lên trên. Thì đây là một cái cổ ống thoát sàn. Sau khi đục xong chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ và lắp đặt một cái tấm ván khuôn ở bên dưới cái phần cổ ống này, dưới mặt sàn này. Sau đó sẽ quấn một cái thanh trương nở ở ngay giữa sàn này, ôm khít với cái cổ ống này. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ tiến hành quét một cái tác nhâm dính bám vào cái phần mép bê tông này. Và sau đó là rót vữa Sika Grout vào. Và sau khi cái lớp Sika Grout nó đạt cường độ thì chúng tôi mới thi công cái lớp màng chống thấm bên trên lên và tiến hành bo những cái lớp lưới chống thấm ở bên trên của ống tiếp theo nữa. Và trong cái công tác thi công chống thấm, đối với tất cả mọi hạng mục thì bề mặt chính là một cái yêu cầu quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm lâu dài. Ví dụ như các bạn có thể thấy cái chân tường ở đây, nó sau khi tô thì nó cũng có rất là nhiều cái lỗ, nó bị rỗ, hoặc là những cái cạnh này. Thì những cái vị trí này chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bằng phẳng trước khi thi công cái lớp màng chống thấm lên. Và một cái lượng loại vữa chống thấm sẽ được trát lại phẳng phiu. Bề mặt càng phẳng thì cái độ kín của cái lớp màng chống thấm nó mới đảm bảo, cũng như là bề mặt bằng phẳng thì sẽ dễ kiểm soát chất lượng hơn so với là một cái bề mặt bằng phẳng, bề mặt thi công mà nó lồi lõm hay là nó xấu. Ở đây chúng tôi đang tiến hành trám những cái lỗ rỗng của do lỗi của bê tông, do lỗi của cái lớp vữa trát. Đây, các bạn có thể thấy đây có một cái lỗ ở đây và cần phải tô trát lại bằng phẳng trước khi thi công lớp màng chống thấm lên, cũng như là những cái góc của cái chân tường này sẽ được chúng tôi tô vữa vát cạnh để tránh cái sự nứt màng trong quá trình sử dụng sau này. Thì những cái góc tường này các bạn lưu ý là phải tô vữa vát cạnh, và sau đó là cũng có một cái lớp lưới polyester bên trên để chống nứt sau này. Và cũng có một cái chi tiết mà hay bị bỏ qua trong cái quá trình thi công chống thấm nhà vệ sinh, đó là toàn bộ sàn và chân tường thì chống thấm hết, nhưng mà cái gờ cửa này thì lại không chống thấm. Cho nên là nhiều trường hợp là cái gờ cửa này nó sẽ bị thấm và nước sẽ ngấm vào trong nền nhà, tức là trong cái nền ở dưới lớp gạch ở đây. Thì khi đấy thì nước nó ngấm ra nền nhiều, cho nên là những cái chân tường ở sát với cái nhà vệ sinh, ví dụ những cái chân tường này chẳng hạn, sau này cái lớp vữa ở bên dưới của nó bị ướt thì nó sẽ bị mốc ở trên cái chân tường này. Như vậy là đây là một cái chi tiết mà các bạn cũng cần phải lưu ý, không bị bỏ quên trong quá trình thi công chống thấm. Các bạn có thể thấy là sau khi tô vữa xong thì có rất là nhiều cái lỗ như thế này và cần phải tô trát lại bằng phẳng trước khi làm các cái lớp màng chống thấm lên. Ngoài ra thì trong quá trình thi công các cái ống cấp thoát nước, các bạn cũng lưu ý là không để các cái ống thoát nước nó đi xuống sàn như cái trong trường hợp các bạn đã thấy ở đây. Thì khi đấy thì các bạn sẽ phát sinh thêm cái chi phí là phải chống thấm cái cổ ống này. Còn nếu mà cái cổ ống này nó đi ở phía trên này thì các bạn sẽ không mất thêm cái chi phí chống thấm cổ ống. Như vậy mà các bạn chỉ nên đi hai cổ ống xuyên sàn, đó là một là cái cổ ống bồn cầu và một là cái cổ ống thoát sàn. Và đây là cái cổ ống thoát nước điều hòa. Thì những cái cổ ống nó cao hơn cái lớp màng chống thấm thì các bạn sẽ không cần phải chống thấm, bởi vì nó cao hơn sàn. Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bề mặt này trong vòng 1 ngày, sau đó sẽ thi công lớp màng chống thấm lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream sau của Chống thấm Hưng Thịnh.